Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Không biết là các bạn đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa nhở? Nếu mà các em đã vào đây rồi thì hãy gửi lời chào đến chị ở dưới phần comment nhé. Và ngày hôm nay buổi học của chúng mình sẽ học về một văn bản thuộc chương trình ôn thi vào 10 của các em. Thế cho nên là chị mong rằng là cái phần phát trực tiếp này sẽ được nhiều bạn vào đây, đúng không ạ? Các em sẽ tag bạn bè của mình vào đây và đừng quên nhá, hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này giúp chị để có thể là phần phát trực tiếp này sẽ đến với nhiều bạn khác hơn, được không? Rồi, xin chào Khánh Linh, xin chào em. Các bạn khác đâu rồi ạ? Rồi, chị chào Phương Linh, chị chào Hồng Hạnh, xin chào các bạn. Chị sẽ đợi các bạn khoảng 2 phút nhá, khoảng 2 phút đầu giờ để cho các bạn vào đây đông đủ hơn một xíu rồi. Thì lúc đó chị em mình sẽ cùng nhau bắt đầu nói về bài thơ Sang Thu. Thực ra thì ở trong cái chương trình ôn thi của các bạn ở trên trường thì các bạn cũng đã được nhắc đi nhắc lại khá là nhiều những cái kiến thức cơ bản liên quan đến những văn bản, những tác phẩm này rồi. Và ngày hôm nay thì khi mà lên phần phát trực tiếp này thì chị cũng chỉ muốn rằng là mình sẽ khái quát lại, nói lại cho các bạn những cái thông tin cơ bản, cũng như là những cái phần, những cái hình ảnh, những cái câu thơ mà các bạn sẽ cần phải chú ý tập trung vào để chúng ta bình làm sao được cho nó sâu hơn và sẽ ghi được nhiều điểm hơn trong mắt của giám khảo chấm thi, được không nào? Rồi, các em ơi, ta bạn bè của mình vào đây nhá. Để chị lấy cái lab, chị đọc comment của các em nha. Này em vừa thi Sang Thu xong à? Thế à? Ở đây thì chị đang đọc được comment của các em rồi đây. Nào. Có vẻ như là hôm nay các bạn đi đâu hết rồi á, đúng không? Các em đi đâu hết rồi á? Thấy khá là ít bạn vào này, khá là ít bạn vào. Nhanh chóng nhá. Muốn học sớm, muốn xong sớm, muốn chị nói được nhiều thì phải vào sớm. Không thì là xíu nữa thì mà chị mà kết thúc phần phát trực tiếp là các em lại nuối tiếc đấy. Đúng không? Đó. Rồi. Ok. Vậy thì các bạn ơi, như chúng ta đã biết thì trong chương trình ôn thi vào 10 của chúng mình sẽ có rất là nhiều những cái văn bản các bạn phải học. Đến với chương trình lớp 9 thì các bạn sẽ thấy được rằng là có khoảng 17 văn bản. 17 văn bản các bạn sẽ phải ôn. Mà trong khi đó các bạn còn phải ôn cả gì ạ? Nghị luận xã hội, rồi ôn đọc hiểu. Thế thì liệu rằng là trong cái thời gian ngắn như thế này, không biết là còn bạn nào mà vẫn còn chưa nắm được những cái kiến thức cơ bản liên quan đến các tác phẩm không ạ? Các em còn băn khoăn gì trong cái quá trình mà ôn kiến thức nền không? Bởi vì kiến thức nền là một cái kiến thức vô cùng quan trọng để các bạn có thể giải quyết được câu 5 điểm, đúng không? Cái câu 5 điểm. Thì đấy, nếu mà các em mà không nắm được kiến thức cơ bản nha, thì rất là khó để có thể lấy được cái điểm số cao ở trong cái phần nghị luận văn học. Thế thì nhân tiện đây, trong ngày hôm nay khi mà nói về Sang Thu á, thì chị cũng muốn giới thiệu cho các bạn, nếu mà các bạn hiện tại thì học văn chị Hiên đang có một khóa học, khóa học cuối cùng dành cho các bạn học sinh 2K8 muốn ôn thi vào 10. Thì đây cũng là một cái khóa học mà học văn chị Hiên cũng dồn hết cái tâm sức, bởi vì nó là khóa cuối cùng rồi. Nếu mà các bạn có cơ hội hoặc là có mong muốn cải thiện môn văn thì các em có thể đăng ký khóa học ấy nhá. Còn nếu trong trường hợp mà các bạn chưa có hay là không có cái khả năng để đăng ký khóa học ấy thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn tài liệu này. Đây chính là tài liệu của khóa học chạy văn. Trong cuốn tài liệu này thì có tất cả đầy đủ những kiến thức liên quan đến các tác phẩm mà các em sẽ thi vào 10. Và đồng thời thì sẽ có văn mẫu cho các em tham khảo luôn. Thế cho nên là nếu mà các bạn đang trong cái quá trình mà gấp rút ôn thi thì các em có thể sở hữu và tìm hiểu về cái cuốn tài liệu khóa học chạy văn này nhá. Các em có thể nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở lớp 6789 để các anh chị có thể gửi cho các bạn bản đọc thử của tài liệu này để xem là các bạn có mong muốn là được học theo cái cách học như vậy không nhá. Rồi, vậy thì quay trở lại đây với bài Sang Thu cùng với chị thì bài này chị có dạy các bạn rồi, chị đã từng dạy các bạn ở trên phần TikTok rồi. Ngày hôm nay thì lên trên Facebook thì chị sẽ nói lại những cái ý mà các bạn sẽ cần phải nhớ đến, đúng không ạ? Cũng ngắn thôi. Ngày hôm nay thì nói trước hai khổ đầu nhá, đúng không? Nói trước hai khổ đầu bởi vì làm sao mà trong một cái buổi phát trực tiếp mà chị lại có thể nói hết cả bài cho các bạn được.
Đó, cho nên là ngày hôm nay chị sẽ dành ra hai khổ đầu để cho các em có thể theo dõi. Đó. À, khóa học ấy có giá là 999.000, sẽ được tặng thêm 17 cuốn tài liệu cộng với cái cuốn tài liệu chạy văn này đấy các em nhá. Đấy là khóa học hiện tại. Một tuần các bạn sẽ được học 3 buổi trên một tuần. Ok không? Đó. Thế thì trong khi mà các bạn đăng ký khóa học ấy, các bạn sẽ được tặng tài liệu của khóa học chạy văn này, tặng cái cuốn này rồi nhá. Mà các bạn còn được tặng thêm một cuốn nữa, đó chính là cuốn 17, cái tài bộ tài liệu 17 tác phẩm. Đó, các bạn có thể cân nhắc khi mà đăng ký tham gia khóa học. Nay em vừa thi hai khổ đầu xong, mà những bạn nào mà hôm nay á vừa thi về sang thu á thì có thể vào đây để xem là thế thì ngày hôm nay thì mình đã nói được những cái ý nào rồi, mình còn thiếu những cái ý nào mà mình chưa đề cập đến, đúng không? Đó, rồi. Ok. Vậy thì quay trở lại đây cùng với chị với bài thơ sang thu. Nào, nhắc đến sang thu á, nhắc đến cái mùa thu thì chúng ta thường thấy là các đã có rất là nhiều những nhà thơ, những nhà văn họ đã nói về đề tài mùa thu rồi, đúng không? Mùa thu được nhắc đến trong rất là nhiều những tác phẩm. Đó, và chúng ta thấy rằng là ở trong thơ Tế Hanh nhá, các bạn có biết một cái bài thơ. Ông đã viết rằng là mùa thu đã đi qua còn gửi lại một ít vàng trong nắng trong cây, một ít buồn trong gió trong mây. Và dường như là với những thi nhân thì mùa thu nó lưu dấu ấn của mình trong những cái vần thơ, đượm một cái vẻ trong trẻo, nhẹ nhàng. Từ Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu, Huy Cận, rồi đến Tế Hanh hay là Nguyễn Đình Thi đều có những cái câu thơ, những bài thơ mùa thu tuyệt đẹp. Và đến lượt Hữu Thỉnh ý, thì ông lại làm cho mình một cái mùa thu. Nhưng mà mùa thu của ông thì rất là đặc biệt. Mùa thu này là một mùa thu mà đem thêm sắc, thêm hương mới cho cái đề tài thu trong nền văn học Việt Nam. Và mùa thu đến với Hữu Thỉnh thì khá đột ngột và bất ngờ. Nó không hẹn trước. Bắt đầu nó không phải là những cái đặc trưng của trời mây hay là sắc vàng của hoa cúc như ở trong thơ cổ điển. Mà bắt đầu tác giả nói là gì ạ? Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió se, sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. À vậy thì các bạn ơi, nhìn này, Hữu Thỉnh đã lựa chọn một cái hình ảnh rất là quen thuộc, gần gũi để làm nên một cái tứ thơ. Đó chính là cái hình ảnh một cái làn hương ổi. Cái tín hiệu giao mùa chính là hương ổi. Hương ổi mà lại còn đi liền với cái từ bỗng, đúng không ạ? À, nó tạo ra cho chúng ta cái cảm giác bất ngờ, đột ngột, ngỡ ngàng. Và hương ổi nó lại còn đi liền với cả cái từ phả này nữa. Thì nó đang diễn tả một cái làn hương ngọt ngào, sánh đậm. Đồng thời nó còn gợi cho chúng ta liên tưởng đến cái không gian thân thuộc của làng quê. Và đặc biệt ở đây chính là làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, với những khu vườn, với những cái lối xóm, đúng không ạ? Xum xuê cây trái. Đó, thì đấy chính là cái làn hương ổi, nó đã trở thành một cái phong vị trong thơ của Hữu Thỉnh, đúng không? Ngoài hương ổi, chúng ta còn thấy được cái gì? Chúng ta còn thấy được là tác giả sử dụng, tác giả nói đến cái làn gió se. Cái làn gió se ấy nó đã làm dịu đi cái nắng oi ả, làm dịu đi cái sự gay gắt của mùa hạ, và khiến cho làn hương ổi như lá sánh lại và trở nên ngọt ngào hơn. Thế thì qua hai cái tín hiệu như thế này, tín hiệu là gì ạ? Là hương ổi và tín hiệu là gió se, thì chúng ta cảm thấy rằng là dường như vẫn còn chưa đủ để đánh giá cho cái khoảnh khắc giao mùa này. Và chính vì thế mà chúng ta mới có cái câu thơ thứ ba, là tác giả sử dụng thêm một cái tín hiệu nữa, đó chính là màn sương. Tác giả sử dụng thêm màn sương các em ạ. Đó, màn sương thì sao? Màn sương lúc này thì sao? Đây chính là một cái màn sương mà trùng trình nhá. Cảm nhận của tác giả thay đổi từ cái gì ạ? Từ khứu giác, xúc giác sang cảm nhận bằng thị giác. Một cái nghệ thuật nhân hóa qua cái từ trùng trình này nhá, các em nhớ nhá, đây chính là nhân hóa. Đây chính là biện pháp tu từ nhân hóa. Cái nhân hóa qua cái từ trùng trình đã gợi lên một cái dáng vẻ lãng đãng như là đợi chờ cố ý chậm lại đầy lưu luyến của màn sương. Rồi tác giả còn nói là gì? Trùng trình, nhưng phải là trùng trình qua ngõ cơ.
nó phải là chương trình qua ngõ. Nó gợi cho chúng ta liên tưởng đến cái gì? Đến cái hình ảnh đường làng ngõ xóm, hay cũng là cái cửa ngõ của thời gian giữa hai mùa. Cái thời gian giữa hai mùa là cuối hạ và đầu thu ấy. Và trước cái khoảnh khắc giao mùa ấy thì tác giả đã giật mình bối rối và thốt lên: hình như thu đã về. Vậy thì lúc này thì thu về rồi đấy, đúng không ạ? Thu đã về rồi. Đó, tác giả viết là hình như thu đã về. Thế thì thu đã về thật rồi, sao lại còn nghi hoặc như vậy nhỉ? Thế thì cái chính là cái sự bất ngờ đột ngột. Do bất ngờ nên cả khứu giác ở thể hiện ở cái mùi hương ổi này, rồi xúc giác là gió xe, rồi thị giác là cái hình ảnh xương trùng trình, nó đều mách bảo thu về mà vẫn chưa thể tin, vẫn chưa dám chắc. Và cái bảng làng mơ hồ chính trong cái cảm giác hình như này của tác giả, nó đã tôn thêm một cái vẻ khói sương lãng đãng lúc mà mùa thu sang, đúng không? Đó, và đấy chính là những cái ấn tượng tổng hợp từ những cái cảm giác riêng về hương, về gió, về sương. Từ hương nhận ra gió, từ gió nhận ra sương, đúng không? Nhưng mà khi phát hiện ra là sương trùng trình qua ngõ thì trong sương cũng có hương, trong sương cũng có gió rồi. Và trong sương hình như nó còn có cả cái tình nữa. Trùng trình hay chính là cái sự lưu luyến, chính là cái sự bâng khuâng ngập ngừng bịn dịn. Cái ngõ mà sương nó đẫm hương, sương nó nương theo gió đang ngập ngừng đi qua, vừa là cái ngõ thực, nhưng mà như chị đã nói rồi đấy, nó cũng vừa là cái ngõ của thời gian, đúng không? Ngõ của thời gian giữa mùa hạ và mùa thu. Và cái phút giây giao mùa của thiên nhiên ấy nhìn thấy rồi, cảm thấy rồi, nhưng mà vẫn sững sờ khó tin. Và do đó tác giả mới nói rằng là gì? Hình như thu đã về, đúng không? Đó, giờ lại còn phải hỏi lại là hình như cơ. Đó, thì đấy chính là về cái khổ thơ đầu tiên mà chị muốn nói với các bạn. Thế thì nhá, bây giờ thì nhà thơ mới xem cái cảm giác thu sang kia nó có đích thực hay không, hay chỉ là ảo giác. Thì bắt đầu đến cái khổ thơ thứ hai này này: thiên nhiên nó được quan sát ở một cái không gian rộng lớn hơn, ở một cái không gian nhiều tầng bậc hơn. Cái bức tranh thu từ những gì vô hình như là hương, như là gió, từ mờ ảo như là sương trùng trình, từ nhỏ hẹp ở trong ngõ, chuyển sang những cái nét hữu hình cụ thể như là gì? Các bạn nhìn này, sông này, chim này, đúng không ạ? Đấy là những cái hữu hình rồi, những cái hữu hình rồi. Thế thì các bạn cùng chị phân tích những cái câu thơ này nhá. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã. Đó, vậy thì hai cái câu thơ đầu nó có một cái cấu trúc đối rất là tự nhiên, rất là chặt chẽ, đúng không? Cái hình ảnh dòng sông thì các bạn có thể thấy rồi, nó được nhân hóa qua từ láy rành ràng. Nhân hóa, nhân hóa. Đó, nó được nhân hóa qua từ lấy rành ràng. Vậy thì ở đây nó là ý muốn nói cái gì? Nó tả thực một dòng sông tĩnh lặng trong trẻo với dòng chảy êm đềm. Con sông được nhân hóa như đang được nghỉ ngơi sau một mùa hạ vất vả với bão sông. Đi liền với cái từ là được lúc á, gợi cho chúng ta liên tưởng đến cái hình ảnh những con người đã đi qua thời chiến, trải qua lửa đạn, giờ đang được sống chậm lại, đến lúc nó phải nghỉ ngơi rồi, đúng không? Thì đấy chính là về hình ảnh dòng sông. Thế còn hình ảnh con chim thì sao? Hình ảnh chim thì sao? Chim thì bắt đầu vội vã. Đây cũng là một cái câu mà nó đang nhân hóa, đang sử dụng nghệ thuật nhân hóa. Nếu mà nhân hóa thì chúng ta sẽ có tả thực. Và cái hình ảnh tả thực này nó đơn giản chỉ là hình ảnh những cánh chim. Nó đang di cư từ phương Nam để về phương Nam tránh rét, đúng không? Nhưng mà những cái cánh chim này nó còn được nhân hóa, giống như là bắt đầu nhanh hơn, gấp gáp hơn khi nhận ra những cái đợt gió heo may xe lạnh đang ùa về. Đi liền với cái từ bắt đầu này này, nó gợi cho ta liên tưởng đến, các bạn có thể liên tưởng nhá, đây là chị hướng cho các bạn thêm một cái ý liên tưởng nữa, các bạn có thể nghĩ để các bạn có thể khai thác. Đó chính là khi mà nhắc đến những cái câu thơ này thì chúng ta bắt đầu liên tưởng đến những ai ạ? Những người lính bước ra từ trong chiến tranh. Họ cứ ngỡ là đã đến lúc phải nghỉ ngơi để suy ngẫm,
ngưỡng vọng về một quá khứ xa xăm đã đi qua. Song lại chính là lúc mà họ bắt đầu phải vội vã tất bật trong những lo toan của cuộc sống mới. Đó chính là cuộc sống gì ạ? Cơm áo gạo tiền, mưu toan lừa lọc của xã hội. Đó, vậy thì các bạn có thể để ý nhá, hai cái ý thơ của hai cái câu này nó đang đối nhau. Chị có viết cái phần là cái mũi tên này này, thì các bạn có thể thấy là đây chính là hai cái phần đối nhau nhá. Rình ràng đối với vội vã. Rình ràng thì nó chỉ cho chúng ta một cái trạng thái là gì ạ? À, rất là từ từ, rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà vội vã thì ngược lại với nó, nó rất là hấp tấp đúng không ạ? Rất là nhanh chóng. Thế thì chính vì hai cái sự đối lập này, nó đã làm nổi bật lên hai cái động thái trái ngược của thiên nhiên trong một cái khoảnh khắc giao mùa. Và nó cũng làm nổi rõ hai cái tâm trạng trái ngược nhau của con người khi mà bước từ chiến tranh sang hòa bình. Đó. Và các bạn có thể thấy rằng là cái từ bắt đầu này á, cái từ bắt đầu, có một nhà văn, có một nhà phê bình á, thì họ cũng nói rằng là xin chớ quên cái từ bắt đầu rất độc đáo. Bắt đầu vội vã thôi, chứ chưa phải là đang vội vã đâu. Đó, phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra sự bắt đầu này trong những cánh chim bay. Cũng như Huy Cận, phải tinh tế lắm mới nhận thấy cái trọng lượng của bóng chiều rơi xuống cánh chim, làm nó trao nghiêng, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. À, vậy thì dù có sự vội vã của chim, cái vội vã mới chứ mới bắt đầu, không khí thu vẫn là không khí thư thái lắng động chậm rãi và lâng lâng. Vì thế mà cái đám mây mùa hạ đây này, vì thế mà cái đám mây mùa hạ này, nó mới làm gì ạ? À, vắt nửa mình sang thu, đúng không ạ? Đến những câu thơ tiếp theo đấy, chúng ta thấy có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Thế thì nếu ở khổ thơ thứ nhất, còn phải có một cái ngõ thực cho sương đi qua để có thể gợi đến cái ngõ ảo nối giữa hai mùa, thì đến cái phần thứ hai này, chỉ cần một áng mây bâng khuâng mà có thể thấy bầu trời đang nhuộm nửa sắc thu. Hình ảnh mây là thực, nhưng cái ranh giới của mùa thu là hư. Nó chỉ là cái sản phẩm của trí tưởng tượng lạ lùng của nhà thơ mà thôi. Bầu trời một nửa thu, đám mây mùa hạ đang nhuốm sắc thu. Đến một lúc nào đó thì nó bỗng ngỡ ngàng thấy là đang bồng bềnh trong bầu trời thu trọn vẹn, trở thành từng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Các bạn đọc thu của Nguyễn Khuyến chưa? Đọc thu của Nguyễn Khuyến chưa ạ? Đó, tác giả đã từng nói rồi. Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt. Đó. Và chúng ta cùng với áng mây chỉ còn biết reo lên thích thú khâm phục là gì ạ? Khen cho con mắt tinh đời của nhà thơ. Đấy chính là một cái câu mà nhà phê bình văn học, một nhà phê bình văn học đã từng sử dụng. Nhá, thì các bạn có thể ghi chép những cái câu mà chị đã đọc cho các bạn. Những cái câu mà để vào trong ngọc kép, giống như là những cái câu thơ của Nguyễn Khuyến này, những câu thơ của nhà thơ Tế Hanh này, để các bạn đưa vào làm phấn, liên hệ mở rộng các em nhá. Rồi, à, thế thì nhìn thấy nè, à, có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu, thì các bạn khi mà phân tích thì các bạn có thể thấy nhá, cái nghệ thuật nhân hóa, cái nghệ thuật nhân hóa qua cụm từ vắt nửa mình thì chị cũng đã ghi ra đây cho các bạn rồi. Về tác dụng của nó ra sao, đúng không ạ? Nó gợi cho chúng ta một cái không gian của bầu trời cao rộng trong trẻo lúc mà thu về. Nó khiến cho đám mây như có hình, có hồn và trở nên gần gũi sinh động hơn. Và tiếp đến, nó thể hiện cho chúng ta một cái bước đi của thời gian. Đám mây như một cây cầu đặc biệt để nối liền những ngày cuối hạ và đầu thu. Và cái hình ảnh đám mây á, nó còn mang một cái nghĩa thế sự, nếu mà các bạn có thể tìm hiểu sâu. Nó mang một nghĩa thế sự vì sao? Nó gợi ra cho chúng ta ấy, một cái sự giao thời của đời sống. Chúng ta đều biết rằng là bài thơ Sang Thu là một cái bài thơ được sáng tác năm 1977. Có nghĩa là sau khi mà đất nước ta đã được thống nhất rồi, đúng không? Sau khi đất nước ta đã được thống nhất và bắt đầu con người đi từ chiến tranh trở về với cuộc sống hòa bình. Và lúc này thì có lẽ rằng là chị nghĩ nhá, bản thân chị nghĩ thì là họ vẫn gọi là dù gì họ cũng đã trải qua một cái thời chiến tranh. Bây giờ về một cái thời hòa bình, họ cần phải lo chăm lo cho cuộc sống. Họ cần phải lo về cơm áo gạo tiền. Chính vì thế mà cái áp lực của cuộc sống,
áp lực nó không phải là áp lực chiến tranh, là phải chiến đấu với kẻ thù bên ngoài, nhưng mà chính vì cái áp lực của cuộc sống thế này, của cái cuộc sống đời thường, cái biến động của cuộc đời đã khiến cho họ làm sao, đã khiến cho họ phải suy nghĩ rất là nhiều, đúng không? Cái hình ảnh đám mây ấy, nó gợi cho chúng ta một cái sự giao thời của đời sống khi mà đất nước của chúng ta chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Và nhớ khi mà chị có nói đến cái hình ảnh đó chính là sông được lúc rình rằng, chim bắt đầu vội vã, thì chị cũng có nhắc đến những cái hình ảnh người lính. Tuy nhiên là đây chỉ là một cái khía cạnh để các bạn có thể liên tưởng đến thôi nhá, là một cái khía cạnh để các bạn có thể nhìn nhận, các bạn có thể đào sâu hơn về cái bài thơ Sang Thu này. Hay là cái hình ảnh ở cuối bài đấy, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi, thì cái hình ảnh sấm đi liền với cái sự là bớt bất ngờ rồi hàng cây đứng tuổi, nó cũng là ẩn dụ cho những con người làm sao, những con người từng trải giờ đến tuổi xế chiều thì trở nên vững vàng hơn, ung dung hơn trước những đổi thay biến đổi cuộc đời, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể là đặt nó trong mối quan hệ, đặt nó trong cái mối quan hệ giữa cái cuộc sống, giữa cái hiện thực cuộc sống, thì các bạn sẽ bình một cái bài, hoặc là các bạn phân tích một cái bài, nó sẽ có chiều sâu hơn rất là nhiều khi mà các bạn không đặt cái bài ấy nó trong chính cái cuộc sống mà nó được sinh ra, thì các bạn sẽ khó có thể cảm nhận và đồng cảm được với nó. Chị có thể nói qua các bạn một chút về cái câu, những cái câu thơ cuối, đó là vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sớm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Thế thì chúng ta thấy được rằng là vẫn là nắng đấy, vẫn là mưa, vẫn sấm chớp, bão giông như là mùa hạ thôi. Nhưng mà cái mức độ của nắng, mưa, sấm chớp bây giờ nó bị làm sao? Nó bị khác hẳn rồi, đúng không? Đây, nó bị khác hẳn rồi. Thế thì các bạn có thể thấy là cái gì bắt đầu đi vào chừng mực ấy, vào thế ổn định, đúng không ạ? Cái gì nó cũng thế, nó cũng bắt đầu đi vào cái sự ổn định rồi. Đâu phải là ngẫu nhiên mà mấy cái từ là cây đứng tuổi lại đứng ngựa vào cái chỗ kết thúc của bài thơ đâu. Vốn là một cái chỗ cực kỳ quan trọng trong thơ á, phần kết nó rất là quan trọng. Thế thì chúng ta thấy là cái đứng tuổi của cây là một cái giống như là cái then chốt, nó giống như là một cái chốt cửa để qua đó mà ta mở ra một cái thế giới khác, thế giới sang thu của hồn người. Không còn là sang thu của thiên nhiên nữa, mà chính là cái sang thu của hồn người. Một cái vẻ chín chắn, một cái sự điềm tĩnh của cây trước sấm sét, trước bão giông và lúc sang thu. Hay đó cũng chính là cái sự từng trải chín chắn của con người sau những bão táp của cuộc đời. Và ngược trở lên hai cái khổ thơ trước nhá. Chị vừa nói với các bạn hai khổ thơ trước rồi đúng không? Thì chúng ta hiểu là vì sao lại có cái sự trùng trình, cái sự bịn dịn lúc sang thu, và vì sao vừa có cái sự rành ràng lại vừa có sự vội vã. Vậy thì cái câu trả lời của các bạn là thế này. Trước mắt cái việc đi mãi, ngoảnh đầu thu đến rồi, bốn mùa luân chuyển vô hình, lặng lẽ bỗng chợt lại thu. Và đời người vất vả bất tận, bận rộn lo toan, đôi lúc quên cả vừng trăng lạc cả mùa. Tô Hà đã từng nói thế đấy, quên cả vầng trăng lạc cả mùa. Bỗng chốc thì chúng ta thấy được là cái mái tóc pha sương, cái tuổi đứng ở mức tứ tuần, sững sờ nhìn là đã là sang thu rồi, chẳng còn ở cái tuổi bồng bột, chẳng còn ở cái tuổi trẻ trai nữa. Và chính vào cái tuổi thu, vào cái tuổi ấy thì con người không còn bồng bột, không còn sôi nổi, không còn ảo ạt băng qua những cái thời thanh niên như trước nữa. Và con người thì dường như đến lúc này họ sâu sắc thêm, họ chín chắn thêm, chín chắn đến tận cách cảm xúc và biểu đạt. Và nếu là một ai khác á, nếu ở một cái thời điểm khác, khi mà đã nhận ra hương, ra gió, ra sương thu, thì sẽ có thể kêu lên là gì ạ? Sẽ có thể reo lên là gì? Mùa thu đã về rồi, hay là ôi thu đã về rồi đó. Nhưng mà với Hữu Thỉnh ấy, thì chỉ thầm một nhận xét vừa mơ hồ vừa nguy hiểm: hình như thu đã về. Các bạn thấy không? Rất tinh tế, rất nhẹ nhàng đó. Và thiên nhiên thu chủ yếu là một cái sự lắng lại, chủ yếu là chừng mực, đúng mức,
con người thì lúc này cũng vậy thôi. Có cái điều là khi sang thu, khi mà nửa đời người nhìn lại thì người ta lại một mặt sâu sắc hơn, một mặt chín chắn hơn, thâm trầm điềm đạm thêm. Mặt khác thì người ta lại gì ạ? À, phải khẩn trương. Thế thì các bạn mới thấy cái hình ảnh vội vã nhé các bạn. Các bạn làm, các bạn phải biết liên hệ. Không phải là người ta yêu cầu các bạn là làm phân tích khổ thơ thứ ba thì các bạn lại bỏ bẵng hai cái khổ thơ trước mà các bạn chẳng có liên hệ gì. Tất cả những hình ảnh trong một bài thơ chắc chắn nó sẽ có mối liên kết với nhau. Giống như cái cách mà chị đang nói với các bạn, khi mà chúng ta nói về cái hình ảnh hàng cây đứng tuổi thì chắc chắn nó sẽ có những cái mối liên hệ với những cái câu thơ trước là gì. Chúng ta thấy đấy, trước đây thì các bạn đã phân tích hình ảnh là sông được đúc rình ràng, chim bắt đầu vội vã. Rõ ràng là cái từ rình ràng nó muốn làm gì ạ? Nó muốn chỉ cái sự bình thản, cái sự nhẹ nhàng, cái sự ôn hòa. Nhưng mà cái từ vội vã lại bắt người ta phải là gì ạ? Phải bận rộn lên, phải gấp gáp lên. Cũng giống như con người á, khi mà người ta đến cái độ tuổi tứ tuần rồi thì người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ điềm tĩnh, người ta sẽ không bị hấp tấp, không bị nóng nảy. Nhưng mà đồng nghĩa với đấy, người ta cũng phải nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ, đúng không ạ? Người ta cũng phải gấp gáp để có thể làm gì? Để có thể làm gì? Đó, thì chúng ta thấy là người ta cũng phải vội vàng để bắt chọn lấy cái khoảnh khắc của đời người. Thiên nhiên và con người lúc này đang hòa cùng là một. Chúng ta không phân biệt thiên nhiên hay là con người nữa, mà chúng ta thấy là trong xuyên suốt cả bài sang thu này, thiên nhiên và con người đang hòa và làm một. Thấy không? Nhá. Như đấy. Rồi, ok. Vậy thì đấy chính là về bài thơ sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh. Mai em thi rồi à? Mong rằng là qua cái buổi ngày hôm nay chị chỉ nói được ít thôi, bởi vì thời gian của chúng mình lên đây thì cũng chỉ là 30 phút mỗi ngày, đúng không ạ? Chỉ là 30 phút mỗi buổi thôi. Thế cho nên là chúng ta cũng không gặp nhau được nhiều. Mong rằng là những gì mà chị nói với các bạn, chị chia sẻ với các bạn thì các bạn có thể nắm được. Và thực sự là chị cũng không nói quá là nhiều về những cái kiến thức cơ bản, bởi vì những kiến thức cơ bản thì bạn nào cũng đều được học rồi. Các bạn đều được học rồi, đúng không? Và chị chỉ nói thêm những cái hình ảnh, những cái chi tiết mà chị nghĩ là các bạn cần có để đưa vào bài viết của mình cho nó sâu hơn. Và nó chính là những cái yếu tố để các bạn phân biệt là giọng văn của em khác các bạn khác. Khác các bạn khác ở chỗ là gì ạ? Em có cách nhìn nhận, em có cái sự đan xen, em có cái sự đối chiếu giữa bài này với bài khác, đối chiếu giữa câu thơ này và câu thơ trước. Đồng ý không? Thì đấy chính là về những cái phần mà chị lên đây chị chia sẻ với các bạn nhá. Rồi, có lẽ là ngày hôm nay chị sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp của chị tại đây. Và những bạn nào mà vừa mới vào thì các em có thể xem lại phần phát trực tiếp này, bởi vì chị sẽ không xóa phần phát trực tiếp này đâu ạ. Chị vẫn để cho các bạn xem nhá. Thế cho nên là các bạn cứ vào xem bình thường thôi, cứ vào ôn lại bình thường thôi, không có vấn đề gì cả đâu. Còn có lẽ là các bạn nhớ nhá, hãy gặp lại chị trong những buổi phát trực tiếp tại TikTok vào 20:30 tối thứ tư hàng tuần nhá. Chị sẽ phát trực tiếp ở trên TikTok vào 20:30 tối thứ tư hàng tuần, thì các bạn nhớ lịch đó các bạn sẽ lên để có thể xem nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây cùng với chị. Bye bye.